Thưa quý vị và các bạn, lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định đình chỉ công tác một cán bộ công an xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên để xác minh làm rõ vụ việc. Người này bị tố đánh dân ngay tại trụ sở công an xã. Theo đó, vào tối ngày 5 tháng 7, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Công an thị xã Mỹ Hào đã ra quyết định đình chỉ công tác trong thời gian 3 tháng đối với Thượng úy Tống Hồng Núi, cán bộ công an xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, để phục vụ công tác xác minh, điều tra theo quy định về sự việc xảy ra tại trụ sở Công an xã Hòa Phong vào ngày 3 tháng 7. Trao đổi với báo chí, anh Nguyễn Thế Huyện, 38 tuổi, trú tại thôn Vân Dương, xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên cho biết, anh đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Phố Nối sau khi bị một cán bộ công an xã Hòa Phong đánh. Theo lời kể của anh Huyện, ngày 2 tháng 7, một nhóm người đến nhà anh chửi bới, sau đó hai bên xảy ra xô xát. Lúc 14 giờ 30 phút ngày 3 tháng 7, anh Huyện ra trụ sở công an xã Hòa Phong làm việc theo đề nghị của Ban Công an xã. Tại phòng làm việc của trưởng công an xã, cán bộ công an hỏi anh Huyện về sự việc xảy ra ngày 2 tháng 7. Một lúc sau, một cán bộ công an mặc áo phông, đi dép tổ ong, quần màu xanh của ngành công an đi vào phòng, hỏi anh Huyện qua sự việc này thì ai đúng ai sai. Anh Huyện nói mình không sai. Lúc này vị cán bộ không hỏi nữa mà dùng tay đấm liên tiếp vào mặt anh Huyện. Khi cửa phòng mở, anh Huyện chạy ra ngoài thì lại bị cán bộ công an mặc thường phục kéo lại, đẩy vào trong phòng. Đến khi gia đình và người dân kéo đến trụ sở công an xã, anh Huyện mới được ra ngoài. Sự việc này có clip ghi nhận lại. Đến 16 giờ cùng ngày, anh Huyện đến trụ sở công an thị xã Mỹ Hào và trình báo về việc bị cán bộ công an xã tên là Tống Hồng Núi hành hung.